Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Leon dù tinh nghịch nhưng lại biết lấy lòng ông bà nội bằng cách ngọt ngào Leon nhà Hà Hồi đi học về đã biết khoanh tay cúi chào ông bà nội của mình. Mới đây trên Instagram cá nhân của mình, Hà Hồ đã chia sẻ đoạn clip đáng yêu của bé Leon. Cô chú thích rằng cưng rất ngoan, đi học hay về đều chào ông bà. Con trai út của nữ ca sĩ tay cầm bình sữa miệng liên tục nói. Con chào ông bà nội, mẹ hà nhắc nhẹ, nhưng mà mình vòng tay mới đúng cơ mà. Nhóc út liền khoanh hai tay làm lại chào ông bà nội ông nội của nhóc tỳ bèn lên tiếng khen cháu trai giỏi con leon dù tinh nghịch nhưng lại biết lấy lòng ông bà nội bằng cách ngọt ngào này hay ở clip tiếp theo khi thấy ba và ông nội đang nói chuyện leon vừa đi học về vào nhà đã đến trước mặt khoanh tay cúi đầu kính cẩn con chào ông bà nội hành động của cậu nhóc khiến bà kim phải thốt lên wow anh dùng tiếng thụy điển yêu cầu con trai làm lại lần nữa nhưng cậu nhóc lúc này mệt phờ đáp nô no, cực rõ làm dân tình cười bò chỉ một hành động nhỏ đủ cho thấy hà hồ dạy con rất khéo giúp các bé vào nề nếp lễ phép từ nhỏ đi học về là ú đều chạy đến thưa ông bà nội kim lý thể hiện tình cảm với cặp song sinh bằng cách ngọt lụi tim leon phản ứng tấu hài mạnh ông xã hà hồ đã đưa con đi học và có cách bày tỏ tình cảm với các nhóc tỳ nhà mình quá đáng yêu Mới đây trên Instagram cá nhân của các con, Hà Hồ đã đăng tải loạt Kim Lý đưa hai nhóc tày đi học. Đây là hoạt động thường nhật của nam diễn viên Hương Ga. Mỗi khi vợ bận, anh đều thay thế chăm sóc và đưa đón cặp song sinh. Trước khi ra về, ông xã Hồ còn hôn các con cực ngọt ngào, khiến dân tình lụi tim. Vì là người ấm áp tình cảm nên Kim Lý luôn có cách bày tỏ thể hiện tình yêu vợ con bằng cách rất riêng. Tuy nhiên khi đón nhận nụ hôn của ba, Leon lại có phản ứng cực táo hài. Quý tử nhà A à Hồ gây chú ý với loạt biểu cảm cưng xỉu, có một không hai vô cùng hài hước lém lĩnh. Có bé nhướng mày, cười nhếch miệng khi thấy bố hôn chị gái và sau đó lại lùm lùm trong cực lệ lội. Càng lớn, Leon lại càng bộc lộ sự vui nhộn của mình trong tính cách và được mẹ Hà khẳng định là cây hài của cả nhà. Kim Lý thể hiện tình cảm với cặp song sinh bằng cách ngọt lụi tim. Leon phản ứng tấu hài mạnh. Lisa và Leon là con của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Chào đời vào tháng 11 2020, dù là chị em sinh đôi thế nhưng hai bé có tính cách trái ngược nhau. Nếu như Leon vui nhộn, hài hước và lém lĩnh thì chị gái Lisa là có phần điềm tĩnh, trưởng thành hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.